Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ niềm trắc ẩn này với Nam Cao và tác phẩm Nữ của ông, đó là chuyện ngắn Một bữa no, từ góc nhìn sự cảm nhận của các bạn học sinh lớp 11 vừa mới. Trong kỷ niệm của mình nha, bạn vào lớp rất rộng, vẫn là một cơn ác mộng, mà nó đã kiểu khó quên. Đây là nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc ta. Theo thống kê từ các địa phương bị nạn đói hình thành, chỉ trong thời gian ngắn, nạn đói đã cướp đi sinh mạng của 2 triệu người, bằng 1/10 dân số Việt Nam lúc bấy giờ. Trong tất cả, những thảm họa đã gây ra cái chết cho con người. Có lẽ, chết đói là một trong những cái chết thê thảm và đau đớn nhất. Vì thế mà các nhà văn nhận thức phê phán trước cách mạng tháng 8 lại có nguồn cảm hứng đặc biệt về miếng ăn của con người. Trong các tác phẩm Công Hoan, Trọng Phụng, Ngô Tất Tố và đặc biệt là Nam Cao, đề tài miếng ăn đúng hơn là cái khổ và cái nhục của miếng ăn được đọc đi đọc lại rất nhiều. Chỉ có một bữa no đã phản ánh chân thực cái khổ và cái nhục của con người trong miếng ăn trong những ngày bi thảm của lịch sử. Sau đây, vở kịch Một bữa no được tập thể lớp 11 xin phép được bắt đầu. Cái bà mày này, sáng giờ tôi không bán được rồi, bán người ta đây ạ.
Dạ bẩm bà, con đi tìm con cháu gái lâu lắm, nó không về nhà. Con nhớ cháu quá. Dối ơi, mẹ cái con chuột chết nhà bà ấy. Nó phải làm, chứ có dối được mà bà chơi với nó. Nhà tôi đâu có thừa cơm để nó ăn, rồi nó cứ đồng tâm con chơi. Còn ba cháu nhà bà thích chơi với nhau thì đưa nhau về mà chơi. Đưa nhau về mà chơi. Chơi với nhau vài ba tháng chúng ta chán đi, rồi bà nó lên. Tôi không giữ. Bà tưởng nó làm giàu thằng cốt cứ đang đấy. Hắn bực hết cả mình. Chơi với trả bời. Cái lúc nó mới đến trong một khắc thì con dùng chết rồi. Nó dùng chán với mới bởi. Giờ người ta nuôi mãi cho nên nó nở ra một tí. Bà đi đến giờ khỏe à? Đến giờ khỏe à? Thì bà cứ mang nó về. Không phải mặc cổ như lâu mà bà đang giữ. Mang nó về rồi tìm con cho nó ăn. Nuôi là bà cô tổ thì cứ nuôi. Chẳng có ở cho nhà ai cả.